Đại đạo quá. Xin chào cả nhà. Chào mấy bạn. Cảm ơn cả nhà đã trở lại với Lưu Linh TV nha. Bữa nay mình có cái video rồi rất là cái gì. Đố cả nhà, cây này cây gì đây? Trái gì đây? Đây nè, Lưu Linh mới khám phá được. Cây chăm. Trái chăm. Đó, mấy bạn thấy chưa? À, cả nhà thấy không? Nguyên một đó. Chùm luôn, quá đã luôn. Mình khám phá được, Lưu Linh mới khám phá được cái chăm này đó. Quá trời mừng luôn á, từ xưa tới bây giờ qua Mỹ hai mươi mấy năm trời rồi chưa ăn được trái chăm. Cái này là người ta trồng ngoài đường nha cả nhà. Mày mình có mình quyền cũng... hái. Lưu lấy thang Lưu ơi. Đây, anh Lưu đem đồ nghề ra. Có đồ nghề không? Có đồ nghề sẵn sàng. Ôi, cái này, cây chăm này nó thấp. Nó cao nhưng wow, mà trái thấp ở dưới nha cả nhà, hái đã luôn. Ồ, để có cái rổ không anh? Có rổ không? Có đem rổ luôn nữa mà. Quá đã luôn á. Ôi, mấy bạn có ngờ là ở bên Mỹ mình có cây chăm không mấy bạn? Đâu, trái nào đâu, anh hái nào chứ. Trời ơi, nó chín nè cả nhà. Ôi, thôi cái này chắc để anh lấy cái kéo cái anh cắt nó. Dạ, để thôi nó dập ta. Trời ơi, trái đã đẹp quá cả nhà ơi. Quá đã luôn. Cái này là chăm của người ta trồng ở ngoài đường á cả nhà. Nhưng mà ở đây không ai ăn hết á. Trước trường học. Wow. Ôi cái chùm này quá ngon luôn. Có kéo trên luôn. Trời ơi, trong chiếc xe của anh là có đầy đủ luôn á. Nè. Thấy chưa? Các bạn thấy không? Đó. Nè, mình hái như vậy nè, nó không có bị dập. Trời ơi, cô nó đẹp quá trời đẹp không? Đẹp y như nho luôn. Y như chùm nho. Để anh thử một trái coi. Ngon không anh? Có chát không? Anh nhớ là hồi anh 6 tuổi. Cái này mà chắc ấy mua hết sảy nghe. Quá đã luôn. Các bạn thấy không mấy bạn? Ôi, mấy cái trái này ăn không được. Mình chắc mình bỏ đi. Hai mươi mấy năm rồi mới được. Tại vì mình chắc nguyên chùm vậy á. Bỏ này đi. Em nói sao em, hai mấy em? Hai mươi mấy năm rồi mới được ăn lại trái chăm. Đã quá. Tự đâu? Nè đây nữa nè anh. Ôi trốn này quá. Ở đâu khám phá được cái chị Thủy khám phá được cái này quá đã. Nghe chị họ của mình à. Chị chạy ngang, chị thấy cây chăm trước trường học. Trời ơi, đã quá, bên nè. Cây này không thuộc gì ai hết. Thuộc về chính phủ ngoài đường mấy gì mình hái được nha cả nhà. Để thôi, cả nhà không biết khô Lưu Linh phá rồi hái vậy bạ. Cái này là mình có quyền mình hái nha. Đâu sao, Lưu Linh mà đâu. Đó. Wow. Đẹp quá anh Lưu. Rồi, nhiêu đây, mới hái được nhiêu đây rồi nè. Bắt ăn đây em ơi. Wow, cái chăm thì nó chín kỳ ha, nó không có chín hết ha anh ha. Ổn gì mà thấy. Wow, còn chăm, còn trái xanh nhiều lắm á cả nhà. Vậy mấy cái nào mà nó có chùm xanh anh bẻ thôi anh đi hái ổn. Không, đưa cái rổ giùm anh đi. Cho anh lấy cái rổ đi. Ôi ôi, mà cái chùm đó kìa đẹp quá trời đẹp. Đó, để rổ đó đó. Ôi. Để Mỹ Linh quay cho cả nhà coi nè, đó. Trên cây là đầy trái luôn cả nhà thấy không? Đầy trái luôn á. Quá đã luôn. Hai mươi mấy năm rồi mới thấy lại cái trái chăm. Ôi, trăm này nó bự nè. Hết sảy. Wow. Ôi ôi, anh không muốn hái cái này mà. Nó. Wow.
Ôi thấy mê quá anh Lưu, y như nho vậy á. Mình phải cắt cái này à, cắt cái này. Thấy không? Để nguyên chùm nó luôn đi. Y như chùm nho. Ăn cái nha. Wow. Wow. Chăm đẹp quá anh Lưu, quá đó, đẹp luôn á. Nói. Quá trời đẹp luôn. Hồi bữa Lưu Linh nghe chị mình nói có cây chăm. Cái Lưu Linh nói có phải không? Chị nói chăm. Rồi hỏi cây bơ lớn, đằng mình đem thang đem đồ. Đằng lại xử. Hồi bữa chị đưa con cái chị đi học nè. Rồi cái đậu xe đó thì thấy cây chăm luôn. Wow, đẹp quá. Ui. Hồi bữa Lưu Linh cứ đi lại cái vườn vườn trái cây á, quay có cây chăm mà nó bự quá bự luôn á, mình không có hái được. Bữa nay Lưu Linh á có duyên như là cây này, rất là có duyên như cây này, đẹp quá. Ôi. Coi nè, wow, ba trái. Ôi cái này. Đó. Man. Hình như có kiến nữa. Không có cái đâu. Hả? Ok, để anh lấy thang đi qua bên phút kia. Y dạ. À, cái chùm nè. Ui. Thấy không? Wow. Bé rạ. Bây giờ cái chùm ăn. Ở trên đó có không anh? Có, nhiều quá anh. Ở đây nữa nè. Đã quá cả nhà ơi. Đó. Nè. Để lấy cái rổ. Hả? Chăm. Hết sảy. Hết sảy rồi bảy. Wow. Ôi cái trên đó chùm chùm luôn. Wow. Hả? Ở đây nữa nè anh, ngay đây có một chùm nữa nè anh. Sau lưng anh đó hả? Ok. Để cắt đây đi. Chút lại cắt vô. Hả? Thấy không? Quá đã luôn. Chăm đẹp quá. Quá đẹp luôn á. Không. Y như trái nho cả nhà. Cái này dầm muối muối mình ăn chắc hết sảy 37 à. Muối ớt hả? Ăn muối không hả? Ăn với muối ớt. Thường ta ăn với lại muối không à. Anh nhớ Việt Nam mà nói anh ăn với muối không à. Đó, mình cắt chùm chùm vậy á, nó không có bị dập. Không. Khám phá ra được cây chăm này nè. Vui quá. Mai mốt mà tới mùa chăm là mình biết chỗ nào thì đi mà đi nó vừa chín tới cái nhà, bởi vì không có dạ. Không có nè. Không lực. Có rụng nhiều. Lật ra đi. Cái đây nè. Dạ. Thấy không? Oh yes. Wow. Cả chùm luôn. Đi. Em lấy cái rổ cho anh đi. Anh để anh quay gần cho mấy bạn xem. Nè. Đó. Các bạn thấy không? Quá trời đã luôn không? Ôi em ôi. Rõ trên đây nha. Coi chừng đâu, coi chừng nó rớt không? Rớt không? Ôi ôi coi nè. Sướng cái tay luôn mấy bạn ơi, hái sướng tay luôn á. Quá sướng luôn. Nè em ơi. Em quay anh hái em ơi. Có rớt rổ không em, để rổ đó đó. Không có. Để ở dưới thôi. Không sao đâu, để. Không sao, rớt cái là bạch sắc. Quá trời trái. Ôi thấy trái xanh. Anh nói hái mà sướng cái tay luôn em. Rồi đã không? Chùm chùm. Đấy. Đây nè. Nguyên chùm luôn. Lụm lên đầu anh luôn. Ngước lên mỏi cổ luôn. Không, không có mỏi cổ, sướng quá. Sướng tay luôn. Wow. Này, bỏ này dưới đất đi em ơi, anh sợ nó rớt á. Để ông leo qua hái. Ok. Em lại ở đây nha. À thôi.
Linh đi hái thử trái cam. Có đây nè. Em hái trái mang thử coi. Ông come in. Đây. Oh yeah. Cái chùm này đẹp quá. Đây. Nè cả nhà, y như chùm nho. Quá đẹp luôn. Cái trái em vừa ăn nó chưa có chín nên luôn. Nó hơi bị chát. Hơi bị chát chút xíu. Ôi ơi, nó còn non quá trời luôn em. Nha. Yeah. Này mới vừa mập kìa. Thôi trên cây toàn là trái quá trời trái luôn. Chùm nó không có chín một nhảy chín. Không có chín đều ha. Cái trái xanh á anh, nhiều. Đã quá. Đó, trên đó là quá trời trái luôn thấy không? Anh hái tới không? Đó à, cao quá. Không tới đâu. Mà. Không tới. Để coi cây. Thôi, trên đó hả nguyên chùm trái chín nè anh thấy không? Đã. Nguyên chùm cái nhà mà hơi bị cao quá, hái không tới. Ở đây nè anh, đây có hai trái nè. Mấy cái này, mấy này thì dễ. Đó. Ok. Có chát không? Nãy em thử trái kia hơi bị chát. Nó phải nó phải chín thì chín đó. Sướng quá trời sướng luôn mấy bạn. Ăn được cái trái chăm đã quá. Quá đã luôn. Thích ghê luôn cả nhà ơi. Không gì bằng. Nhớ lại hồi tuổi thơ, hồi lúc ở bên Việt Nam. Ừ, leo lên mấy cái chăm á. Hồi lúc mà Mỹ Linh còn ở Việt Nam, lúc đó 6-7 tuổi. Có nhiều người bên đây á, mấy bạn biết á, người ta đi hái chăm này nè. Mà thường thường mấy cây nó bự lắm, mình đâu hái được đâu. Người ta lấy cái cây với lại cái tấm đà á, đi hái chăm là cũng như 5-6 người đi vậy á. Cái ta rung. Ờ, ta cầm cái ta rung vậy nè. Cái nó rụng. Nó đụng vô cái mà rụng như dập. Không, người ta lấy cái tấm đà á. À. Mỗi người 4 góc. Còn mọi người rung. Cái nó rớt xuống đó là đâu có bị dập em. Tại chăm dễ dập lắm cả nhà. Ừ. Anh nghĩ như này mình ăn đủ chưa? Quá đủ luôn rồi. Mình ăn đâu có nhiêu. Đã không? Quá đã luôn. Mấy cái trái xanh này khỏi ăn rồi á. Cái đó mình ấy chưa? Chát dữ lắm luôn á. Mình ấy cho cả nhà xem là anh cái chăm ở bên Mỹ ra sao. Ở dưới Florida của mình á, cái cây ăn trái Việt Nam của mình á, kêu bằng khoảng 90% là mình có hết đây. Quá mê luôn. Anh để anh leo lên hái cái nhà. Không nguy hiểm anh leo cây nữa. Đâu có, anh có thang không? Tưởng là anh leo cây chứ. Em giỡn hoài em. Anh hái mấy trái đó không? À, nguyên chùm đó nè cả nhà. Em mới lên nó. Anh nguyên chùm đó thấy không? Đây nè. Chùm trên đầu này, thấy đầu không? Đó. Đó. Thấy không? Wow, trời trái xanh còn nhiều lắm á anh. Anh đồ. Này là mới chăm mới vừa chín tới thôi nha cả nhà. Ổn quá. Ổn quá. Hái nhà hay ổn. Và có sơ lưng anh đây nè. Nè, yeah, quá trời luôn. Anh không biết anh để đâu. Ở đây đi. Sao kia. Cái chân nó rớt nó dập. Ui đã. Wow. Bữa nay Lưu Linh quay được cái video 200 này cho mấy bạn xem á. Rất là vui luôn á, tại vì hôm nay mình muốn làm một cái video này, mình thấy cái cây này, mình nghe cái cây này chị mình nói lâu lắm rồi. Mà tại vì rồi đó nó hết trái nó rụng á, mình làm không được. Rồi bữa nay mình canh á. Canh me. Trái vừa có. Trái vừa chín tới luôn. À ha. Đó. Ui. Người ta chạy qua đường em. Ta nhìn mình hả? À hết, người ta nói, ủa tụi này hái gì vậy ta? Ngước lên mỏi cổ luôn anh Lưu ơi. Thấy chưa?
Wow, quá trời đẹp luôn. Quá sướng hả? Quá sướng. Quá trời sướng luôn. À, bây giờ mình lại cái cây kế bên nha cả nhà. Có hai cây lần cả nhà. Cho đưa mái chanh, đưa mái chanh. Look at this. À, ôi nguyên chùm. Nè. Wow. Đâu rồi? Đó, mấy bạn thấy chưa? Cái chùm chăm đó hết sảy không? Quá đẹp luôn. Đó, để anh lấy cái cây kéo canh. Hả? Ủa, cây này, cây này hả? Kế bên cây kia nha cả nhà, đi lại một phút. Một phút thôi. Wow, quá trời luôn nè. Một phút gì em, mấy chục giây. Đây ở trong này. Đó. Quá trời trái luôn. Trời ơi. Trời ơi. Ấy da. Cái cây này bự hơn cây kia anh luôn. Cái thân cây á. Cái thân cây nó bự hơn. Ôi coi nè em. Wow. Đẹp. Thấy chưa? Mấy bạn thấy chưa mấy bạn? Cái chùm chăm quá trời đẹp. Ôi. Nhìn mà mắt mê luôn á. Thấy chưa? Quá đẹp luôn rồi. Tháng chăm là hè, hè nó có trái hả ta? Hè, mùa hè. Chị thấy đem này cho bỏ em rổ chị thấy ơi. Đẹp quá. Ôi, có mấy trái này nữa này đã nè. Đâu? Cái này phải chín mùi nha cả nhà, nãy mới lên thử nó chưa chín mùi nó hơi bị chát. Còn nếu mà muốn ăn vậy phải về dầm dầm muối ớt khi lại. Đúng rồi, ăn không chát chứ lắm. Đâu nè, cái để. Wow. Ôi đừng. Dạ. Có hai trái này nè. Ôi. Chết. Ôm. Ngọt em ơi. Dạ. Em. Ngọt hả? Chứ đó ngọt hả? Nó phải đen phù lùi nha không? Mang thử không? Tươi. Cái này. Nó phải đòi ăn đi. Hết sảy chưa? Dạ. Yeah. Wow. Cái này ngọt đó nha. Wow, chín vậy nó mới ăn ngon ha. Đâu chị thấy đưa cái đổ chị thấy ơi. Ăn này giống như ngoài nhà nguyên trong bự, mang cái gốc ở trên thì quá trời. Wow. Nghĩ cái này mà em nghĩ cái mấy cái trái mà còn đỏ 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 ăn chắc chát cái miệng mũi. Nó phải đen thù lùi á. Nó phải đen thù lùi giống như nè. Nó đen nó ngọt. Wow. Ôi ôi, ở trong đó đó anh toàn là trái đen không. Wow. Anh. Yeah. Nè. Wow. Wow. Nè anh. Đi vô. Vô. Nè. Đứng mày đó đi. Coi chừng à. Mấy bạn thấy không? Chơi kiểu như này nè hả? Hả? Thấy chưa? Thấy chưa? Hết sảy. Đi cái đồ quá em ơi. Đó. Đó. Trời ơi, sướng cái tay luôn á mấy bạn ơi. Sướng cái tay luôn á. Mấy cái trái đang thù lùi. Mấy cái trái đang thù lùi vậy nè. Hơn 2 chùm đó. Được á, hãy được không? Được, chỉ hơn 2 chùm rồi nó đang thù lùi vậy. Ok, để đi anh hãy. Ở đây hả? Alo. Đây nè, đang đứng cái này nè, em thấy không? Em thấy không? Wow. Rồi. Đã không? Ổn quá. Ổn quá, nó có dính cái chùm mà. Trời ơi, cả nhà. Coi trên cây nè, anh nhìn lên nè, anh đang thùi luôn. Đó. Wow. Quá trời luôn.
chăm. Rất là ngon. Nào, ăn thử nha. Chát không? Không có, nó ngon á. Hai mấy năm mà chưa được ăn á. Bởi vậy hả? Ngon quá, chịu không nổi. Ở đây nè, vẻ chùm này ngon nữa nè. Không sợ sợ thuốc nha mấy bạn. Cái này là tự nhiên. Tự nhiên ở ngoài. Ủa anh, chùm kế bên. Nè. Chùm kế bên đây nè, đó. Đây hả? Wow. Oh man, bên đây bên trái bên đây nó bự, nó đẹp hơn á. Để giờ Lưu Linh phải soạn lụa lại mới được. Nãy bên kia mình hái tàu lá. Ôi, rụng quá. Trời ơi. Rụng quá. Nãy bên kia Lưu Linh hái tàu lao biết đau nhiều quá. Chị Thủy cầm lỗ. Lụm chăm. Nóng quá. Để anh vô xíu đây nè. Xíu đây. Đó, trên đây nè. Thấy không anh? Thấy. Thấy. Bên đây nó chín hơn. Cái bên kia hơi bị chát, cái chị thấy cái cây bên kia á. Coi chăm rớt dưới nè cả nhà. Bên mé này nó rụng nhiều hơn hả chị Thủy ha? Dạ, tại nó mới nó chín nhiều. Trời, nguyên cái đám đó mà bẻ không biết bao nhiêu. Nó mùi luôn. Nè. Làm sao mà rụng xuống hết thôi. Tắt đèn luôn hết rồi. Đó. À nè. Tàu đi qua bên kia với bên đây thôi. Nguyên rỡ. Qua wow, đảo hả? Cái chỗ đó mình bẻ được. Ở đâu? Ở đây hả? Đẹp đâu. Rồi, rồi. Cao lắm. Ngô ở đây có được mấy trái này nè. À. Đây nè, thấy không? Em đứng ở đây nè, có thấy. Đó. Thấy không? Ôi, hái mà sướng cái tay luôn á mấy bạn. Đây nè. Ui. Sướng cái tay luôn á. Mấy bạn nào muốn biết hái chăm xuống tay á, qua floor đây đi, lưu dẫn đi. Nhưng mà phải qua bây giờ nha, qua trễ quá chăm rụng hết nha cả nhà. Mùa không hè. Không có chăm để ăn. Mùa hè đó. Mùa hè là có. Cái này là đợt thứ hai rồi đó. Này đợt thứ hai hả? Ừ. Đợt đầu bữa nó rụng rồi đó, mới đã không? Thôi giờ mình cũng đầy rổ rồi em ơi. Ai? Hết chỗ chứa rồi. Ôi, khoan, để qua mình hái cái chùm mình chưa. Hết chỗ chứa rồi. Anh cứ nói hết chỗ, anh thấy là anh cứ ghiền. Đây nè. Ơi, em ngước lên. Em mỏi cái cần cổ luôn. Hả? Đây này. Ô nó rụng ra. Cái để anh hái chùm này nữa xong nha. Rồi yeah. Anh hái chùm này nữa xong. Ôi dù đẹp. Rồi cái chùm nó đẹp quá anh luôn. Ôi nó đẹp ơi là đẹp. Cái này rớt xuống rồi nó dập hết. Dạ yeah, uổng lắm. Chín quá mà. Nó dễ dập á. Cho anh luôn coi anh luôn. Rồi, chùm này là xong. Xong xuôi. Mình cũng tạm ngừng cái video của mình đây luôn em ơi. Rồi, Lưu Linh xin chào cả nhà nha. Cả nhà lại video sau đi. Lưu Linh chúc cả nhà mình một ngày vui vẻ. Cả nhà nhớ cho Lưu Linh cái thumb up, subscribe để ủng hộ cho Lưu Linh nha. Lần sau Lưu Linh có mấy cái video mới hấp dẫn á, mấy bạn xem được. Xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại sau. Bye. Wow, đã quá cả nhà ơi. Rồi, giờ mình đi về.